Ồ, quá đã, quá tuyệt vời, quá đẳng cấp. Khi sử dụng chiếc điện thoại sang trọng đẳng cấp Beto này cũng phải lưu ý một số chi tiết. Một chiếc điện thoại hoành tráng từ thương hiệu điện thoại nổi tiếng trên thế giới Beto chính hãng, mà đời mới, cấu hình mạnh, kiểu dáng rất đẹp, kết hợp với một chiếc đồng hồ Beto, đồng hồ cơ, hoặc là một chiếc đồng hồ thông minh của Beto và kết hợp với một chiếc nhẫn mà Kỳ Lăng thiết kế riêng dành cho combo này, hoặc là những chiếc nhẫn khác để đẹp, để hoàn hảo với bộ combo này, thì là một điều tuyệt vời, rất thú vị mà Kỳ Lăng rất thích thú. Khi sử dụng chiếc điện thoại sang trọng đẳng cấp Beto này cũng phải lưu ý một số chi tiết như sau. Đầu tiên là cái lớp dán màn hình có sẵn trên chiếc điện thoại này chúng ta không nên lột ra. Đây là màn hình OLED và cái ghi chú trên cái hộp này có rất là chi tiết luôn, là cái miếng dán màn hình trên cái điện thoại chúng ta không lột ra. Và thứ hai là không dùng vật nhọn để mà chọt vào màn hình. Thứ ba là không được đưa xuống nước. Và thứ tư là không gập nửa chừng mà phải gập dứt khoát. Ồ, quá đã, quá tuyệt vời, quá đẳng cấp. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.